Hello, xin chào các bạn, mình là Zoe đây. Và hiện tại như các bạn đã thấy trên bàn của mình là có rất là nhiều cái option để mà mình có thể review cho các bạn xem á, thì các bạn hãy đợi content của mình nha. Còn hôm nay á, thì mình sẽ đưa ra cái cảm nhận đầu tiên của mình với cái con Model O Pro này mà mình vừa mới lấy về từ Phong Cách Xanh. Và cả cái con mà Series One Pro của Glorious luôn. Và thật sự thì với cái series mà Ford như các bạn thấy là Ford, với cái series Ford này của Glorious thì thực sự theo như mình thấy nha, thì cái chất lượng hoàn thiện của One Pro này á, thì mình cảm thấy là nó khá là ok. Và với những cái gì mà nó mang lại của mình trong vài ngày mà mình sử dụng á, thì mình cảm thấy là nó cũng rất là tốt. Nhưng mà có một cái điều mà mình cảm thấy đầu tiên á, khi mà mình cầm vào con chuột này á, là nó to. Nó thật sự nó rất là to. Nó, các bạn nhìn cái bàn tay của mình so với nó nè, các bạn thấy không? Nó chiếm hết cái bàn tay của mình luôn. Cho nên là với Model O thì mình khá là khó để mà có thể sử dụng, để mà có thể chơi game tốt hơn là một cái con Series One Pro mà mình sẽ làm video về nó sau. Nhưng mà với cái con Model O Pro này á, thì mình cảm thấy là mình khá là khó để mà có thể bấm được cái nút hông. Và cái con O Pro này á, thì cái duy nhất mà nó khác với lại cái con Model O trước á, là cái nút hông của nó được tách ra như thế này, được tách ra xa hơn một xíu, và nó trồi ra được hơn một xíu so với lại cái con Model O bình thường. Và với cái Model O Pro này thì những cái bàn tay to thì các bạn có thể sử dụng tốt thôi, nhưng mà cái bàn tay của mình nó như là cái kích thước mình để dưới phần description, dưới phần mà miêu tả, thì mình với cái bàn tay của mình nha, thì mình khó có thể nào mà chơi game tốt được trên cái con này lắm. Thì như các bạn biết, mình là một cái người hay sử dụng nút hông, nhưng mà bây giờ khi mà mình cầm vào con này thì cái thứ nút hông duy nhất mà mình có thể bấm được là cái nút backward, cái nút này thôi. Cho nên là mình khá là khó chịu. Tại vì skill á, ví dụ như chơi Valorant đi, thì cái bộ skill của mình đó là E với lại Q á, thì mình gán là E Q như thế này, E là trên, Q là dưới. Cho nên là để mà mình có thể bấm được cái nút hông trên đó, thì mình khá là khó để mà mình với tới. Và khi mà mình với á, thì các bạn thấy cái kiểu cầm của mình trên cái con O Pro này nó bị xéo qua. Thì bình thường mình như là một cái con O Pro, như là cái con One Pro đi, hoặc là một cái con mà X-Live V2 đi, thì mình cảm thấy là các bạn thấy à, đó, mình cầm thẳng với lại cái cánh tay của mình luôn. Cho nên là khi mà mình bấm nút hông á, thì nó không có vấn đề hết. Ví dụ như mình flick như thế này thì mình vẫn bấm nút hông được đó. Còn cái này thì mình flick như thế này thì mình cũng khá là khó để mà bấm cái nút hông sau luôn. Nhưng mà về những cái cảm nhận đầu tiên của mình như vậy thì với cái con O Pro này mình cảm thấy là nó thực sự nó rất là nhẹ với 50g. Và khi mà mình vừa mới qua Phong Cách Xanh mình cầm vào thử thì mình cảm thấy là wow, 50g mình cảm thấy là nó khác biệt thật sự. Nó kiểu nó, cảm giác của nó cho mình á, cảm giác của nó mang lại cho mình cảm thấy là nó kiểu kỳ kỳ á. Thì tự nhiên cầm cái cục nhựa mà nó nhẹ vậy, nó nhẹ mà giống như mình có cái cảm giác là nó giống như một cái con Starline 12 mà mình đã từng cầm mà mình lên video rồi á, thì nó cảm giác nó cho mình hao như vậy. Nhưng mà vì cái này là nhựa cho nên là mình cầm nó không có bị lạnh tay. Thì với con O Pro này thì mắt đọc thì nó vẫn là 3m như bình thường thôi, cho nên là cũng không có gì mà đáng nói về những cái này hết. Nhưng mà nếu mà các bạn có là một cái người mà có bàn tay to thật sự rất là to luôn á, thì các bạn có thể cầm cái con này tốt. Và nếu mà các bạn có cái bàn tay như mình mà các bạn không sử dụng nút hông thì các bạn vẫn cầm tốt thôi. Thì cái con chuột này là một cái con chuột mà kiểu FK dáng lười á, cái lưng nó ngang như thế này nè, nó thấp thấp, nó lép lép á. Khi mà các bạn để lên, các bạn chơi, các bạn bấm như thế này nè, các bạn cầm như thế này thì thật sự nó rất là ok, nó không có một cái vấn đề gì hết. Và với mà một cái con chuột như thế này thì mình thấy là nó cho phép mình có thể vừa chơi game và vừa làm những cái công việc mà khác được. Giống như là ví dụ các bạn edit video thì các bạn cầm cái con này vẫn được. Cái dáng của nó thì nó cho phép mình là vừa cầm như thế này, vừa cầm claw cũng được và cầm cái thứ cũng được. Còn về những cái giống như là nút lăn click đó, thì nó cho mình cảm giác khác hoàn toàn so với lại một cái con mà một cái con model thường. Thì tại vì QC của cái con của cái dòng Ford này nè, nó khác với lại cái QC mainline mà bản đại trà của Glorious á, là nó thật sự nó QC nó rất là tốt. Và thêm một cái điểm khác biệt nữa là mình thấy là đây chỉ còn cái chữ Glorious thôi, và cái điều này làm mình rất là thích. Tại vì mình không có thích cái mặt của cái ông này ở đây, và cái mặt của cái ông này thì bây giờ nó cũng biến mất luôn rồi. Thay vào đó là nó là một cái bộ mà bộ tóc dài như thế này đó, các bạn thấy không đó, Glorious. Thì đây là cái cảm nhận đầu tiên của mình với cái con mà Model O Pro. Thì với cái người mà có cái bàn tay như mình đó, thì mình khá là khó cầm cái con này. Nhưng mà về những cái việc giống như là khi mà mình edit hoặc là mình chỉnh nhạc á, hoặc là mình edit video, mình chỉnh nhạc, hoặc là mình kiểu mình chơi game bình thường á mà không sử dụng nút hông á, thì khi mà mình bắn Apex á, mình cũng chỉ sử dụng nút hông dưới thôi. Nút hông dưới là để mình xem súng á, thì mình chỉ còn spam như thế này thôi thì cũng rất là ok. Và mình sẽ lên cái video review chi tiết cái con Glorious Model O Pro này cho bạn sớm thôi, cho nên là các bạn hãy nhớ like, share và subscribe để mà mình có thể ra cái review của cái con chuột này sớm hơn nha. Thì cảm ơn các bạn đã xem.